Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Vispa Primavera lạ mắt hơn với cái dàn chân đỉnh không cần chỉnh. Cái chiếc Vispa được trang bị hàng tá vô tùng đồ chơi đắt tiền đến từ cái đình đám như Tayac, Celioni, Fando, yên phong cách bánh mì vần. Tất cả đã hòa hợp với nhau để tạo nên một cái tổng thể của chiếc Vispa Primavera trở nên lạ mắt và ngầu hơn rất nhiều. Một số chi tiết trên xe được người chủ cách điệu theo đúng phong cách đặc trạc và hồng bờ, làm chút điểm nhấn nổi bật trên cái tổng thể màu xanh dương đậm chất của chiếc xe. Tiếp cùng với đó là một vài chi tiết tem titan nổi bật hơn. Chiếc xe được độ rất nhiều chi tiết, nhưng nhìn chung người chủ nhân của nó vẫn hướng đến cái mẫu xe độ theo phong cách cổ điển, đặc trưng với hàng tá vô tùng đồ chơi tinh tế. Chỉ được sản xuất dành riêng các dòng lập Biesel. Đó chính là cái tay thắng CNC nguyên khối đến từ một cái hiệu cũng rất là tiếng, Celioni. Cái dàn chân trước nhẹ nhàng hơn, cái phục Celioni đi cùng cái nấm chỉnh CNC cho phép người dùng có thể kiểm soát khả năng vận hành của giảm sóc ở nhiều điều kiện đường phố khác nhau, tạo nên một cái cặp cân đối cho bánh trước. Thì tay máy cũng được trang bị phục sau đến từ cái hiệu Celioni, xung quanh tạo màu chèn ốc dây đầm điện qua là cái tông màu xanh tím rất là bậc. Và không quên nhắc về cái phần heo dầu sao đến từ Fando, được sản xuất dành riêng cho cái chiếc Vispa sử dụng, không phải chế cháo hay làm ra cái bát heo. Người chủ cũng đã lựa chọn nâng cấp hệ thống cái ống xả Anubis full system cho cái động cơ thêm chút quy lực mạnh mẽ mỗi khi lên cái lớn. Cái nắp chụp kính quạt gió làm bằng cái điệp nhôm CNC rất đẹp, và đây nó bật cũng đến từ một cái hiệu Celioni. Bộ mâm cũng là cái món đồ chơi chất lượng nặng túi tiền đến từ cái hiệu Celioni, sản xuất dành riêng cho Vispa sử dụng, không cần phải chế cháo một chi tiết nào. Quay độ cái hệ thống cái giảm sóc cái chục triệu. Thời điểm mới vừa ra mắt, cái chiếc quay xích ít hệ này dường như không có đối thủ với kiểu dáng hài hòa phù hợp với rất nhiều đối tượng. Đi cùng đó là một khối động cơ bền bỉ và vô cùng êm ái khi lăn bánh ở trên đường phố. Hiện tại thì cái mẫu quay xích này cũng đã cũ theo năm tháng. Tuy nhiên em ấy lại được nhìn em chơi xe yêu thích và ra mắt rất nhiều bản đồ đắt tiền. Quét cho mình một cái tông màu là full trắng phiên bản xích ít từng làm điên đảo anh em chơi xe thời điểm ấy đến tận hôm nay. Vẫn còn rất nhiều tay chơi mô phỏng phục dựng lại cái dòng lập quay đình đám này. Trang bị cho mình cái cụm công tắc Honeywiz với cấu tạo màu sắc rất nhiều và có rất nhiều nút bấm cho chủ xe tha hồ chế cháo mà không phải sợ cắt chế hàng đường miệng áo để thêm cái công tắc phụ cho xe. Trên cụm còn có luôn cái nút đề cho em chuyển qua cái cụm trái lấy không gian bên phải để lắp thêm những món đồ chơi như cụm phanh, cụm tăng tốc. Rõ ràng như chúng tôi nói ở bên trên thì người chủ đã tận dụng không gian lắp cái cụm tăng tốc đồng nhồ cho chiếc xe thêm đề bài nhanh hơn trong khoảng thời gian vô cùng ngắn. Để lắp cái cụm này, người chơi phải mua cái loại dây da phù hợp theo xe thì mới có thể tận dụng nhỉ. Xấu chứng minh cái phần tay thắng Rainbow Asset để kiểm soát hành trình phanh tốt hơn. Món đồ chơi này ứng dụng cho các dòng lập phân có lớn, phân có nhỏ, đi cùng có ổ chứa dầu rời, cùng với đường hiệu cái màu xám khói trong suốt để đặt làm cái phần đầu xe trông rất ngầu. Cái phanh dĩ trước ứng dụng heo dầu Rainbow lục lớn 2 bít xứng. Trong heo này lần đầu tiên xuyên đến từ mẫu Ducati. Đến hiện nay nhờ vào thiết kế đẹp, độ bền cao, được rất nhiều em chơi xe kiện sử dụng với tần suất ngày càng thông dụng hơn. Có combo heo tay thắng này giúp cho lực phanh vận hành là mạnh mẽ, kiểm soát được tốt hơn. Chiếc xe không thi một độ nhưng người chủ vẫn trang bị trợ lực kẹp sườn đi cùng khả năng chống sập phần đầu khi chạy độ cao. Đây là món đồ chơi chế thêm nên đối với dòng xe đi kiện phải trang bị em ấy mới gọi là full option. Và đây là cái cặp phục Harlin phía sau có cái tổng chiều cao là 330, phù hợp cho rất nhiều cái dòng xe sử dụng cái giảm sắp đôi như là Quay, Cream, Future. Phục này có cái phiên bản đi cùng bình dầu rời còn mức giá thì cao hơn, nhưng được anh em chơi xe đánh giá là khá to, không hợp với cái số xe nên ít người dùng. Bên cạnh cái phục Harlin, ta còn thấy thêm cái bộ nì nhôm SL, mức giá thành cũng hơi cao nhưng ngoại hình đẹp, độ cứng rất cao, được anh em chơi xe tận dụng. Trên thị trường hiện nay đã có hàng quay 1:1, anh em mua hàng nên cẩn thận lựa chọn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, để tiếp nhớ like và subscribe.